Hello, em xin chào nhà, chúc cả nhà buổi sáng nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hiện tại em đang ở khu vực ở ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành. Trước mặt chúng ta hướng đó là trạm thu phí cầu Rạch Miễu nha. Đây là hướng cửa ngõ của thành phố Bến Tre, về Bến Tre cái này. Đây là vòng xoay An Khánh nè. Đây là vòng xoay An Khánh, hướng này là về trung tâm thành phố Bến Tre. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ con đường là hôm nay em chia sẻ khu vực xã An Khánh của huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Thì đường này sẽ đi đến khu du lịch Làng Xanh. Hôm nay em sẽ chia sẻ đoạn đường này, cả nhà cùng xem cho vui cả nhà. Này thấy có nhiều quán cà phê nè, trên đường quốc lộ 60. Đây khu vực này cuối cửa ngõ là lò quay vịt Minh Tâm nè. Giờ em sẽ đi vào con đường này. Sẽ nhà cùng xem cái nè. Thì đoạn mới vô này được cũng hơi xấu tí, khúc trên thì vẫn ok cái nè. Phở nè, ẩu, cơm gà sữa mỡ, trái cây nè. Thì đường này là đường lên Phà Tân Phú đó nha, chúng ta có thể đi qua chợ Lách nè. Đường này thì cũng có thể đi qua Vĩnh Long gần hơn. Thì từ chợ Lách thì chúng ta đi qua Phà Đình Khao nữa sẽ tới Vĩnh Long. Thì con đường này là con đường tắt, chúng ta có thể đi nhanh hơn bằng đường phà. Thì đoạn đường này là quốc lộ 57B đó nha, khu vực xã An Khánh của Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì đường này sẽ lên An Khánh này tới Phú Túc để lên tới bến phà. Thì lâu lâu em mới đi con đường này. Hôm nay em có dịp ở ngã tư An Khánh, em sẽ chia sẻ đoạn đường này cùng với cả nhà. Thì ở đây cũng là cái đường lên bến phà Rạch Miễu tạm đó cả nhà. Này có khu đền thờ lịch sĩ xã An Khánh, trường mẫu giáo An Khánh. Khu vực này là cũng tới thủ phủ trái cây của bên đường đi lên thủ phủ trái cây của Bến Tre nè. Đó là chợ Lách là thủ phủ cây trái nè, sầu riêng nè, nem chôm nè. Thì đoạn đường quốc lộ 57B này dài cũng 80-90 cây số nha, toàn tiếng thì rất là dài. Em có đi cái khu vực nào thì em sẽ quay và chia sẻ cả nhà cùng xem. Đây công ty xuất nhập khẩu nè, Vạn Lợi nè. Chỗ Vật Tư Thanh Duy này là cũng một địa điểm lớn của xã An Khánh. Đây bà con đang đây là phôi kiển nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ từ ngã tư An Khánh đến khu du lịch Làng Xanh, một khu du lịch cũng nổi tiếng của Bến Tre, được rất nhiều bạn trẻ biết đến. Đây là trường, không biết trường gì đang xây dựng nữa nha, rất là lớn khang trang luôn.
thì hiện tại vẫn chưa xong. Em nghĩ chắc cả đó là trường trung học á. Đầu cửa ngõ của thành phố về đó là huyện Châu Thành, thì chúng ta quẹo lên thì sẽ lên về huyện Chợ Lách, chúng ta sẽ quẹo trái thì sẽ về huyện Bình Đại, đi thẳng thì sẽ về trung tâm thành phố Bến Tre và các huyện khác, như bên kia là có huyện Mỏ Cày nè, Ba Tri nè, huyện Nhồng Chôm nè, thành phố nè. Thì Bến Tre gồm có một thành phố và 9 huyện. Ở đây thì bà con vẫn kinh tế về nghề nông nghiệp, cây trái. Thì con đường này luôn lên thủ phủ của cây trái của Bến Tre rồi nha. Nói về Chợ Lách thì nhiều khu du lịch, cây sinh thái như ăn trái như là quê ta nè, bảo thạch nè, rất là nổi tiếng luôn, thì chúng ta có thể vào vườn tham quan ha. Thì với giá vé vé là vài chục ngàn gì đó em cũng không nắm rõ nữa, thì tầm 50-60 ngàn gì sẽ được vào vườn tham quan và hái trái, rất là thoải mái luôn. Trạm y tế xã An Khánh hôm nay chắc ở đây chích ngừa Covid mũi 4 đó cả nhà. Thì tình hình Covid lúc này cũng giảm nhiệt rồi nên cũng an tâm hơn chút. Đây hiện tại em đang có mặt tại cầu Kinh Điều nè, cầu Kinh Điều ấy. Cầu Kinh Điều thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì con đường này thể dễ dàng đi đường tắt, đi qua bên Chợ Lách, thì đi qua Chợ Lách cũng có thể đi bằng hai đường, một là con đường này, hay là có thể đi bằng đường Mỏ Cày đi ngã chợ Ba Vác lên qua đến Chợ Lách. Thì bên Chợ Lách thì cũng cách đây chắc cũng khoảng hơn nửa tháng vừa mới tổ chức lễ hội trái cây Chợ Lách năm 2022. Nay em đi là đúng chiều sáng luôn, em nghĩ cũng sẽ rất đẹp hơn. Đây hiện tại thì giá đất đang tăng lên từng ngày, thì mới khởi công cầu Rạch Miễu 2. Ở đây hiện tại đang rất là sốt đất. Ở bên kia với những hàng dừa ha,
tại thì em đã tới khu du lịch Làng Xanh. Đây, thì từ ngã tư An Khánh tới khu du lịch Làng Xanh thì cũng tầm khoảng 3 km cái nè. Đây, khu du lịch Làng Xanh ấy, được cũng được rất nhiều bạn trẻ để đến đây đi chọn địa điểm này vui chơi nè. Hôm nay em chia sẻ đoạn đường đến khu Làng Xanh, thì đoạn đường này cũng rất dễ, từ ngã tư An Khánh đi thẳng lên tầm khoảng 3 km là sẽ tới khu Làng Xanh này. Thì đến đây em cũng xin cảm ơn cả nhà để xem video, thì chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nè. Thì cảm thấy hay thì hãy ủng hộ cho em, like cho em để em có động lực tạo những video tiếp theo. Trải nghiệm khu vực Làng Xanh ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Tạm biệt, hẹn cả nhà ở những video clip tiếp theo.